Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Không phải ngẫu nhiên mà đại trung sinh còn thường được người ta gọi là thời đại khủng long. Dù không phải những kẻ thống trị bầu trời và dưới đại dương, nhưng khủng long thắng thế gần như hoàn toàn ở trên cạn, khi chúng hiện diện ở khắp mọi nơi, phát triển đến những kích cỡ không tưởng, sản sinh ra những giống loài hùng mạnh mà ngày nay những người chúng ta vẫn phải nhắc đến tên chúng với sự ngưỡng mộ, chẳng hạn như T-Rex. Người chiến thắng thì giành được mọi thứ. Khủng long gần như chiếm hết mọi ánh hào quang khi chúng ta nhắc đến sự sống của đại trung sinh. Chúng ta có cảm tưởng như chúng là những sinh vật vô đối và bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, sự thật có lẽ không đơn giản như vậy. Dù nổi bật như thế nào đi chăng nữa thì khủng long vẫn là một thành phần của hệ sinh thái hết sức đa dạng mà tạo hóa đã dày công phát triển qua nhiều triệu năm. Và một chút ưu ái giúp khủng long nổi bật hơn không có nghĩa là chúng không thể bị ăn. Chúng ta đã biết cá sấu ăn khủng long. Chúng ta đã biết động vật có vú cũng ăn khủng long. Cá mập cũng ăn khủng long. Rực long ăn khủng long. Thực long ư, cũng có thể lắm nếu một con khủng long nào đó chẳng may rơi xuống biển. Lưỡng cư ăn khủng long ư, cũng không phải chuyện hoang đường đâu. Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Dynoman tiếp tục công phá huyền thoại về sự vô đối của khủng long bằng cách tìm hiểu về con cóc lớn nhất từng được biết đến trong lịch sử, Beelzy Buffalo, hay còn gọi là cóc địa ngục, kẻ ăn khủng long. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đây là đảo quốc Madagascar. Có thể bạn chưa biết, Madagascar từng có thời gắn liền với vùng đất ngày nay là Ấn Độ. Cả hai cùng từng là một phần của siêu lục địa Gondwana trước khi tách ra khỏi siêu lục địa này vào khoảng 180 triệu năm trước. Đến khoảng 90 triệu năm trước thì cuộc chia ly giữa Madagascar và Ấn Độ diễn ra. Trong khi Ấn Độ dịch chuyển về phía lục địa Âu, nhập vào lục địa này những gì chúng ta thấy ngày nay thì có vẻ như Madagascar vẫn chưa quên được anh người yêu của Ấn Độ. Sau hàng chục triệu năm thì ngày nay nó vẫn đứng trơ trọi một mình giữa Ấn Độ Dương, tách biệt khỏi châu Phi khoảng 400 km. Cũng chính vì mối lương duyên cũ kéo dài khoảng 90 triệu năm này mà nhiều loài khủng long ở Ấn Độ và Madagascar có sự tương đồng rất lớn, đồng thời có sự khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Cũng nhờ điều kiện địa lý đặc biệt này mà quần thể động vật lẫn thực vật tại Madagascar đã có sự phát triển độc lập với thế giới trong suốt hàng chục triệu năm, biến đất nước này thành một điểm nóng về đa dạng sinh học. Hội nghị đa dạng sinh học thế giới từng công nhận rằng Madagascar là một trong 17 quốc gia siêu đa dạng sinh học, với 90% loài hoang dã ở nước này là loài bản địa. Tuy vậy, điều kiện đặc biệt này cũng góp phần gây đau đầu cho các nhà khoa học trong việc lý giải nguồn gốc của nhân vật chính trong video hôm nay, cóc địa ngục Beelzy Buffalo. Khoảng 70 triệu năm trước, Madagascar có thể xem là một thiên đường cận nhiệt đới, nơi các loài khủng long lấp đầy các môi trường sống trên cạn, nhưng vẫn còn đó những ngách sinh thái nhỏ để các nhóm động vật khác sinh sôi nảy nở. Một trong số đó là loài cóc ăn thịt khủng khiếp nhất mà thế giới từng chứng kiến, Beelzy Buffalo Empinger. Chúng sống trong những vũng lầy được tạo thành sau những cơn mưa nặng hạt trên hòn đảo này, âm thầm chờ đợi dưới làn nước đục ngầu vì bùn. Khi con mồi đi ngang qua, bằng một cú bật chuẩn xác, Beelzy Buffalo đã đưa mình đến vị trí thuận lợi và với cái miệng quá khổ, cùng cái lưới đàn hồi của nó, chỉ trong tích tắc, con mồi, một con khủng long con, đã nằm gọn trong bụng của Beelzy Buffalo. Một con mồi giàu dinh dưỡng như vậy có thể giúp Beelzy Buffalo no cả tháng trời. Hóa thạch của Beelzy Buffalo được nhà cổ sinh vật học người Mỹ David Krause cùng đội ngũ của mình khám phá tại Madagascar từ năm 1993. Trong vòng vài năm thì họ đã làm việc cật lực để thu thập khoảng 75 mảnh xương hóa thạch của con cóc đáng sợ này, từ đó phục dựng được bộ xương tương đối nguyên vẹn của nó. Krause và cộng sự đặt cho nó cái tên Beelzy Buffalo Empinger. Trong đó tiên tri lấy cảm hứng từ Beelzebub, một ác quỷ trong kinh thánh, một hiện thân của Satan, một trong bảy hoàng tử của địa ngục, nhằm chỉ sự hung tợn và tham lam của con cóc to lớn nhất từng được tìm thấy này, cũng như ngoại hình được cho là có sừng giống như cóc sừng Nam Mỹ. Tên loài Empinger có nghĩa là lá chắn trong thuật ngữ Madagascar, nhằm đề cập tới phần vòm xương sọ có cấu tạo chắc chắn của Beelzy Buffalo. Họ ước tính, Beelzy Buffalo có thể đạt đến chiều dài chưa từng thấy ở một loài ếch trong lịch sử là 42,5 cm. Trong khi đó, loài ếch lớn nhất hiện nay là cóc Goliath châu Phi chỉ đạt chiều dài tối đa là hơn 30 cm. Tuy vậy thì các ước tính gần đây đã fix lại chiều dài của Beelzy Buffalo khá mạnh tay, cho rằng con cóc này có thể chỉ đạt chiều dài tối thiểu là 23,2 cm, tương đương với ếch bò châu Phi ngày nay.
Dù vậy, điều quan trọng là ngay cả mẫu vật lớn nhất hiện nay của Billy Buffo vẫn có xương sọ chưa hoàn toàn hợp nhất hẳn, tức đó là một cá thể chưa trưởng thành hoàn toàn, và nếu trưởng thành hoàn toàn, chúng thậm chí có thể đạt kích thước lớn hơn nữa, khoảng tầm 30cm. Dựa trên đo đạc về lực cắn của một số loài ếch hiện đại, chẳng hạn như Coxon Cranwell, họ ước tính lực cắn của một con Billy Buffo lớn với hộp sọ rộng khoảng 15,4cm có thể đạt 500-2200N, tương đương một con rùa cá sấu ngang cỡ đầu, và nếu chia trung bình cho khối lượng cơ thể, có thể nói Billy Buffo có lực cắn mạnh ngang cả những loài thú săn mồi như sư tử. Càng nghiên cứu sâu hơn về Billy Buffo, các nhà cổ sinh vật học càng cảm thấy thú vị. Nó có một cái đầu rất lớn, vòng hộp sọ có bề mặt sần sùi, cho thấy có thể có ít nhất một phần nào đó đầu của con cóc này có vảy xương. Họ tin rằng về mặt ngoại hình thì nó rất giống cóc sừng Nam Mỹ, gồm các loài thuộc họ Ceratophrydi. Cóc sừng Nam Mỹ là những sinh vật rất phàm ăn, chúng có thể ăn côn trùng, cá, ếch, thậm chí cả động vật có vú và bò sát nhỏ. Thậm chí là cóc sừng cái Argentina trưởng thành có thể sơi một con chuột trưởng thành một cách dễ dàng. Chúng lại còn được biết đến như những kẻ ăn thịt đồng loại, ăn cả bạn tình dù có nhỏ hơn. Chúng tham ăn đến nỗi, có khi chúng cố nuốt chửng những con mồi lớn hơn khả năng của mình. Răng của chúng vừa khiến con mồi khó thoát ra, nhưng cũng khiến chúng khó nhả con mồi sau khi nuốt. Vì vậy nếu con mồi quá to thì chúng có thể bị nghẹn và chết. Lưỡi của chúng rất dính và là một vũ khí bắt mồi lợi hại. Và như vậy, ngoại hình, tập tính và hành vi của Billy Buffo được phục dựng trên các phim tài liệu gần đây, được tham khảo rất nhiều từ cóc sừng Nam Mỹ. Cái đầu rất lớn giúp Billy Buffo có thể xơi gọn nhiều con mồi khác nhau, thậm chí là cả khủng long con, theo các nghiên cứu vào năm 2008 và 2017. Vấn đề là nếu giống nhau như vậy, liệu Billy Buffo và cóc sừng Nam Mỹ có mối liên hệ gì không? Các nhà khoa học biết rằng Madagascar cùng với Ấn Độ đã tách ra khỏi Gondwana, trong đó có Nam Mỹ từ khoảng 180 triệu năm trước. Trong khi đó thì tổ tiên của cóc sừng Nam Mỹ được cho là chỉ xuất hiện trong khoảng 90 triệu năm trước đổ lại. Nếu không có mối liên hệ gì, sự giống nhau giữa Billy Buffo và cóc sừng Nam Mỹ chỉ là một trường hợp của tiến hóa hội tụ, nghĩa là chúng đã tiến hóa những đặc điểm tương đồng này một cách độc lập với nhau, và sự giống nhau chỉ là tình cờ. Trong khi đó, nếu chúng thật sự có mối liên hệ, các nhà cổ sinh vật học phải giải quyết câu hỏi hóc búa rằng làm thế nào chúng có liên quan đến nhau khi đã có sự ngăn cách rất lớn về mặt địa lý giữa Madagascar và Nam Mỹ từ rất lâu. Một số giả thuyết đã được đưa ra, chẳng hạn như tổ tiên của Billy Buffo ở Nam Mỹ đã vô tình đám trên những mảnh vỡ trôi dạt trên đại dương để đến được Madagascar. Nghe có vẻ hơi khó tin nhưng đó cũng là một khả năng. Chính vì chưa thể lý giải được sự giống nhau giữa Billy Buffo và cóc sừng Nam Mỹ mà ban đầu, các nhà cổ sinh vật học không xếp Billy Buffo vào những vị trí có mối quan hệ gần với cóc sừng Nam Mỹ. Một nghiên cứu vào năm 2018 đã xếp Billy Buffo cùng một số loài cóc và ếch đã tuyệt chủng khác có các đặc điểm giống cóc sừng Nam Mỹ. Chẳng hạn như Borobatrachus ở Brazil và một nhóm cổ hơn của phân bộ Neobatrachia. Đến năm 2022 thì một nghiên cứu khác đã xếp Billy Buffo và Borobatrachus như các danh pháp chị em. Và cả hai lại tạo thành một nhánh là chị em của họ Ceratophrydi, thể hiện một mối quan hệ gần gũi hơn. Dù vậy thì vẫn còn nhiều điều bí ẩn về nguồn gốc của Billy Buffo mà các nhà cổ sinh vật học sẽ cần phải tìm hiểu rõ ràng và cụ thể hơn trong tương lai. Billy Buffo đã sống cùng thời nhiều loài khủng long của Madagascar. Khủng long ăn thịt tiêu biểu thì có Majungasaurus, Masiakasaurus. Bên cạnh đó là khủng long Raptor Rahonavis, khủng long cổ dài Rapetosaurus. Chúng ta còn có cá, rắn, bò sát dạng cá sấu như Mahajungasaurus, Trematochamsa, vài loài động vật có vú và cả chim tiền sử nữa. Dưới chúng có lẽ đã có những tương tác qua lại với nhau. Con non của những động vật này có thể là mồi của Billy Buffo, nhưng Billy Buffo cũng có thể bị những động vật lớn hơn ăn thịt, như một vòng tuần hoàn của tự nhiên. Hoặc là bạn ăn, hoặc là bạn bị ăn. Khủng long, rực long, động vật có vú hay Billy Buffo cũng không hề ngoại lệ. Cái chết của sinh vật này là nguồn sống của vô vàn những sinh vật khác. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi những video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.